Và bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng đến với một nhạc cảnh mà chắc chắn rằng với nhạc cảnh, với tiết mục này sẽ đem đến cho quý vị và các bạn một buổi tối thật sự thăng hoa. Xin mời quý vị sẽ cùng đến với nhạc cảnh Tân Xuân Hạnh Phúc, tác giả Minh Tâm. Và nhạc cảnh này xin quý vị cùng dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để cùng chào đón sự xuất hiện trên sân khấu của nghệ sĩ Trinh Trinh. Trinh Trinh xin trân trọng kính chào quý đại biểu và tất cả quý bà con thân mến ạ. Xuân đến nơi người khắp thế gian, nụ đỏ hồng cánh mai vàng tươi, tiếng trong lòng rộn ràng hùa vang, ngày Tết đến muôn nhà. Xanh tùng chen, đàn trẻ nhỏ vui cười. Xanh chim liu lo, ngàn cánh bướm bên bay vàng. Ngon gió xuân se se lạnh, nở muôn hoa đào bay. Xuân đã về, vui đón chào xuân an lành. Ngày xuân nghe vui chưa chan, chờ đến lúc đêm giao thừa. Mặc áo hoa em đi chùa, khấn đã mùa thành lòng. Xin khấn nguyện phước mai an lành, cho thế nhân không còn khổ sầu. Cảm ơn những tràng vỗ tay từ các cả quý vị đại biểu.